Herbal Nature hân hạnh đồng hành cùng chương trình Ở Nhà Vui Mà. Ở nhà, hai vợ chồng thường gọi nhau bằng gì? Ông xã. Một ưu điểm của người còn lại. Siêng năng. Ai là người lãng mạn hơn? Ai là người chăm sóc con giỏi hơn? Món ăn gì mà từ đầu mùa dịch đến giờ cả nhà vẫn chưa được ăn và sẽ ăn liền sau khi hết dịch? Hủ đậu mắm tôm. Dạ gà. Dạ rán. Còn Quốc Minh thì dạ con thích là ăn món kem gà rán. Và hamburger. Rồi với lại thêm khoai tây nữa. Nơi nào mà gia đình mình sẽ quyết định xách ba lô lên và đi ngay sau khi hết dịch? Nhảy một trend TikTok ngắn gọn, hài hước. Rồi mình hàm bô giá đẹp, đúng rồi, làm viên đây, bô giá làm viên nghe mình hàm. Đây, bô giá làm viên nghe mình hàm. Đó. Ok. Ngồi ghế hay không ngồi đùa mẹ? Ngồi ghế ha. Ngồi đây ha.
Rồi trang nước đưa vô. Em bé Minh Hà cũng có cái ghế ngồi ăn cơm nhưng mà em bé không có thích ngồi ghế ăn. Em bé thích ngồi ghế người lớn luôn như vậy đó. Cứ lại nó à. Em bé ăn chả nha. Có cho ăn xíu rau nha. Ok. Ăn rau nhiều cho nó tốt nữa luôn nha. Ngăn cơ ít. Ừ. Chỉ ăn mấy cọng này thôi à. Không được hả? Minh Hà ăn chả đi. Mày có ăn hai cọng không? Không có cay. Không có cay. Bây giờ mình ăn sáng xong thì mình sẽ cúng cổ. Cúng cổ là ở trên lầu mình à, mẹ cúng trước á. Rồi thắp nhang trên lầu cho Tam Bảo xong thì mẹ dọn hoa với trái cây ra phía trước cho ba thắp nhang rồi cúng cổ nha. Nè, nè đưa tay ra đây mẹ chà tay, mẹ chà tay khoan chà mặt nha. Bé Minh Hà là mới còn nhỏ xíu như thế này thôi nhưng mà rất là kỹ, tích tích cái bóng tóc. Cứ là ăn cái gì mà dơ chút xíu là phải đi rửa tay liền. Nghĩa là khi mà mình mới sinh ra là mình đã tập luôn rồi. Thế nên là bây giờ có thói quen mà chỉ cần dính tay chút xíu thôi là bé phải đi rửa tay đấy mới chịu. Như thường lệ thì những cái thời điểm giãn cách xã hội lâu như thế này thì gia đình Kim Cương á, riêng Kim Cương thì ngày nào cũng dậy phòng khoảng 7 giờ để chuẩn bị đồ ăn sáng cho các con. Nhưng mà hôm nay là ngày đặc biệt hơn, là ngày giỗ tổ của ngành sân khấu. Mọi người cũng biết là hoa ly mà thời điểm này á, để mà đặt mua được hoa rất là khó. Kim Cương phải đặt trên mạng trước đó cả tuần lễ rồi xong rồi họ mới giao đến cho mình đúng ngày. Hôm nay là ngày giỗ tổ nên là Kim Cương dậy rất là sớm để mà trang trí hoa sẵn lên đây cho ông xã và các con ăn sáng xong thì mình dâng lên phía trước, dâng lên phía trước để mình cúng tổ. Chị
bà con ruột cái với lại hai đứa em ở cùng chung nhà nên là họ cũng hỗ trợ Kim Cương về cái việc mà nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa. Còn Kim Cương thì tập trung chính cho cái việc kinh doanh, có nghĩa là bây giờ thì anh Phúc không có cơ đi hát được. Trong cái thời gian giãn cách này thì Kim Cương livestream thường xuyên để bán hàng online, rồi chat tin nhắn, rồi vận hành những công việc online của gia đình. Mặc dù là không có đi hát nhưng mà cái công việc về nghệ thuật của Phúc, Phúc vẫn làm tại nhà, giống như là những cái công việc như là quảng cáo nè, rồi làm những cái sản xuất những cái chương trình cho TV, chương trình cho truyền hình, những cái chương trình cho YouTube, rồi tham gia những cái chương trình của tất cả các đài. Bây giờ họ hay làm qua trực tuyến online, nên là mình ở nhà cũng phải set up cái bối cảnh để cho Phúc ngồi giao lưu với họ. Hôm nay cả gia đình Phúc sẽ tổ chức một cái buổi là làm bánh pizza tại nhà. Và Phúc nghĩ là điều này tất cả các ba mẹ có thể là cùng với lại các con của mình sẽ cùng làm pizza tại nhà rất là đơn giản ha. Thì tí xíu nữa Phúc muốn để cho các bé tự trải nghiệm cái cách làm pizza như thế nào. Và tôi biết làm. Ok, Quốc Minh rất là thích làm bánh pizza. Will và Johnny, Quốc Minh cùng làm bánh pizza tại nhà nha. Ok, ok. Rồi, bước tiếp theo nha. Là chúng ta đổi, mình chúng ta sẽ đổi sốt lên. Đúng rồi, đổi nguyên kiếp lên nè. Nhưng giờ chúng ta sẽ kép lên nha. À, cả nhà ơi, cái này là cái đế bánh nha. Cái đế bánh là làm bằng bột. Mọi người có thể là mua sẵn ở ngoài ha. Mình về mình chỉ cần là trang trí vào làm lên thôi. Rồi, nửa đi. Okay. Rồi, đều ra nha. Rồi, bước tiếp theo cô chú là để cô Mai lên nha. Rồi, phải nhớ là rửa tay nha, rửa tay cho sạch. Rồi mình hãy làm bằng cách là bóc nha. Hồi nãy là Quyên với lại Quốc Minh đã rửa tay sạch rồi. Ok. À, cái này là phô mai sợi phải không? Dạ. Rồi mình rắc đều ra ha. Rắc đều ra xung quanh cái bánh nha. Rồi. Anh hai mình để hải sản lên rồi mình cần phải dắt nhiều phô mai ấy. Thì mình để trên cùng nữa. Rồi cho mọi người xem nha. Đó. Wow. Cỡ này là em gái con tên Minh Hà nha. Đây là bánh gạo lứt đó cô chú. Bánh gạo lứt mẹ con mua ở siêu thị á. Đây, giờ bước tiếp theo nha. Giờ chúng ta sẽ để hải sản. Giờ trước đây chúng ta để tôm trước đây. Tôm nha. Tôm. Để đều đi nha. Để tôm. Để xung quanh cái bánh này nha. Từ ngoài cái viền vô, đúng rồi. Để cho chỗ nào mình cũng đều có hết. Để mọi người ăn là cắn vô chỗ nào cũng có tôm. Đúng rồi, để ăn cho ngon hơn. Đúng rồi. Đây. Rồi mình sẽ để cái này trước đi. Hành cua. Đúng rồi, để lên. Để cái từng miếng để lên đi. Hành cua này mọi người có thể là mua sẵn rồi về chúng ta cắt ra nha. Cắt miếng cục ra. Giờ tiếp theo là xúc xích nha cô chú. Xúc xích nha. Dạ gần hết anh nắm tiền quá. Rồi. Anh nói chuyện vô số đi. Rồi, thì đắt con miếng phô mai lên nữa, chút thôi. Một lớp nữa. Đúng rồi, một lớp to. Đều ra. Đây là một cái bánh pizza phô mai nha, hải sản nha cả nhà. Rồi, và công đoạn tiếp theo, chúng ta đã bắt đầu làm xong cái bánh rồi thì chúng ta sẽ đưa cái bánh này vào trong cái lò nướng. Ok, Will phụ cho chân này đi. Will phụ chân này đưa vào lò nướng nha. Có thấy lò của chú kia. Rồi, bây giờ cái công đoạn này là cái công đoạn nướng bánh. Đúng rồi. Thì chúng ta sẽ chuẩn bị một cái lò nướng ha. Cái lò nướng rất đơn giản. Wow, bự lắm luôn á cô chú. Nướng này lúc không còn Covid là mẹ mua nó cho con á. Để con có thể nướng tất cả mọi thứ. Yeah. Ok. Thì chúng ta sẽ để cái nhiệt độ là 200 độ ha. Rồi chúng ta chỉnh 8 phút. Hả? Cô chú có thấy không? Wow. Kìa, yeah, mọi người thấy chưa? Wow, mọi người, cô chú có thấy chưa? Chắc là ngon luôn á. Chú Phúc được đi
ra thôi. Bây giờ Út Minh hát một bài tặng cô chú đi. Ok. Tôi sẽ hát bài hai lần nữa thế. Cô cháu chúng con cầm học gì nhau nghe nói lòng. Vì nói gì vậy? Một câu trước khi biệt ly. Giữ con nhớ nhớ lên cái chút anh ấy nhạc nhạc. Bây giờ đưa cái cho người đi. Cô cháu chúng con tìm được một phát trong báo lâu. Hay cho bên nào chịu cho. Không ta lại dỡ. Cùng cơ hát có chút ngọt ngào. Người hãy hôn nhau đi làm cuối. Rồi bây giờ sau khi đã kết thúc 8 phút nướng bánh rồi, chúng ta sẽ lấy bánh ra và thưởng thức nha cả nhà. Wow, thơm quá. Ai nuốt nước miếng vậy? Ai nuốt nước miếng vậy? Và cái đế bánh pizza này á, là Phúc mua trước đây khoảng 10 cái đế bánh á, để dành sẵn ở nhà. Rồi khi nào làm là chúng ta lấy bánh ra để những cái nguyên liệu lên và nướng thôi, rất là đơn giản ha. Rồi xin mời các bạn. Rồi. Ngon quá. Ngon quá hả? Ngon quá hả? Ngon quá hả? Ngon quá hả? Đây rồi, 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 rồi. Cán, cán. Ồ, ngon, ngon. Ngon không? Ngon không? Ngon, ngon, ngon. Cho cả nhà sinh hoạt chung với nhau là cùng nhau nghĩ ra tất cả các món ăn để nấu ăn này, giống như ví dụ như cùng cả nhà cùng làm pizza, rồi cho cả nhà cùng tập thể dục, rồi cho các bé học, dạy cho các bé học qua chữ, dạy cho các bé học tiếng Anh, rồi nghĩ ra cái rất nhiều trò chơi cho các bé chơi như là thảy vòng, rồi nhảy bao bố, rồi tập thể dục nhảy dây, rồi xếp những cái trò chơi như là xếp máy bay cho các bé chơi trong nhà. Chiều tắm mưa đúng không? Tắm mưa, rồi cho các bé tập trồng cây, rồi cho các bé vẽ, rất là nhiều trò để cho các bé làm tại nhà. Minh Hà vẽ gì ta? Con nào mặt trăng. Minh Hà vẽ cá đi. Rồi. Rồi. Có mặt trăng có mấy cái lẫn lẫn chởm trên này nè. Cái mặt trời rõ ràng mặt trăng. Bây giờ là sẽ lên trên sân thượng nha, cho các bạn nhỏ tắm nha. Các bạn nhỏ rất là thích tắm mưa. Yippee! Nên là ba Phúc có chế một cái vàng nước xả xuống giống như là nước mưa vậy đó. Lúc nào là các bé mà thích buổi chiều tắm thì cho các bé lên trên sân thượng tắm nha. Đây chính là khoảng sân ở trên sân thượng nhà Phúc. Phúc có trồng rất là nhiều cây kiểng và đặc biệt là có trồng thêm rau nữa, rồi có trồng thêm những cái cây để lọc không khí nữa, rồi có trồng thêm hoa ở ngoài kia nữa để cho buổi chiều các bạn lên đây rất là mát ha. Phúc đó là làm sao dạy cho các bé biết yêu thương lẫn nhau nè, rồi chăm sóc cho nhau nè,
rồi nhường nhịn nhau nè, rồi dạy cho các bé những cái điều hay, những cái điều tốt, những cái điều làm sao là các bé biết được là chúng ta lớn lên chúng ta làm những cái điều đó có ích cho mọi người, có ích cho xã hội. Phúc còn nhận được một cái mail nữa nè. Xin chào gia đình anh Ưng Hoàng Phúc và chị Kim Cương. Cảm ơn gia đình anh chị đã chia sẻ lịch trình một ngày của mình. Nhưng mọi thứ chưa dừng lại tại đây. Gia đình mình sẽ phải tiếp tục tham gia vào một thử thách do chương trình đặt ra. Đúng hả? Một thử thách nữa nha. Một thử thách nữa mới hết chương trình nha. Đó là làm đồ chơi tự chế cho các bé. Ok, cái này dễ, cái này là Phúc rất là rành cái điều này. Hoàn thành thử thách nhất định sẽ được thưởng, và thua đương nhiên sẽ bị phạt. Cố gắng lên nha. Yên tâm, cái này thì Phúc rất là giỏi trong cái việc là làm những cái đồ chơi cho các bé, nên là không có gây khó khăn cho Phúc đâu. Mọi người hãy đón xem Phúc sẽ làm gì nha. Minh Hà đang ăn bánh hả? Minh Hà đẹp quá vậy. Bây giờ vậy nè, bây giờ ở nhà đó mình chơi tập xếp máy bay nha, tập xếp máy bay để mình chơi trong nhà đó. Nhưng con xếp được nè, thì giờ làm cho ba nha. Rồi bây giờ mình không có ra đường được thì giờ mình sẽ chơi trong nhà thôi, nhưng mà mình chơi trong nhà thì mình phải xếp cái chiếc máy bay bằng giấy, bằng giấy để mình chơi trong nhà. Giúp con xếp đây nè, xếp lại. À, nhưng mà canh cho nó bằng cái gốc nè, bằng gốc vậy nè. Công chúa làm gì, công chúa bên nè. Bắt đầu mình nè, có lằn nè, không có lằn chưa nè, mình tạo cho một có cái đường ở giữa đó nè. Rồi xong bắt đầu mình lấy cái này nè xếp vô bằng cái đường ở giữa nha. Rồi lắp đèn thì mình làm tiếp bên kế bên đi. Chưa biết gì nè ba. Nè, nhìn nè. Nè, đó, đúng rồi. Đúng rồi. Ba nhà nè, được chưa? Được, cũng được rồi, gần được rồi, ok, tạm ổn. Giờ sao nữa ba? Đó, tiếp. Nè, nó vô đây nè. Nhưng mà đừng có vô trong thì vô chỗ này thôi. Không có vô đây rồi mà ở vô chỗ này thôi. Nè, đưa nè, đó bằng nè, đúng không? Rồi con có đè xuống. Đúng rồi, ba, đè xuống cho kìa đó. Đè nè. Rồi. Ui. Hồi nào thứ hát mình rồi. Mình xếp chút xíu à. Cũng mình thì thép còn bị chỗ quá luôn. Chưa. Để xem nữa ba. Cái máy bay hiện đại, cái kiểu là thay vì bình thường là cái kiểu mũi nhọn, không thì bây giờ mình xếp về là kiểu mũi nó bằng vậy nè. Thử nghe cả nhà nha, bây giờ ba chiếc máy bay xong rồi, thử là chiếc máy bay của hai bay ok nha. Để coi chiếc máy bay hai bay đẹp hơn nha. Wow. Cái cánh này nó hơi nhỏ rồi, bây giờ làm cái cánh cho nó hơi rộng lên tí xíu. Chú ơi, hôm nay con làm chú ơi, dắt nó tuyệt vời luôn á. Chú, mà nó còn dắt ok nữa. Có thể là mình mới cái xếp cái chiếc máy bay đó, nó chưa có kinh nghiệm. Xếp máy bay đó nó chưa có kinh nghiệm nên là cái cánh nó hơi nhỏ nên là nó bay nó chưa có đồng. Mày rất là nhắc ok nữa. Mày cũng đáng. Mày thẳng quá.
nè, nhìn nè, của mình thì tỉa tay của ba nè, bay cao mà bay đầm nè, gió em chưa rồi, chúng mình thử lại đi, cố lên lên. Rồi mình cái bóng rồi. Wow, đẹp quá. Rồi nè, wow. Ok, rồi ở nhà ha, nếu mà không gian rộng rộng tí xíu thì chúng ta sẽ xếp những chiếc máy bay gì à, một người đứng một đầu à, xong cái người này đứng đầu kia bắt đầu phóng chiếc máy bay qua nha. Sự thì Phúc với lại bà xã của Phúc thì luôn luôn dành những cái lời nói yêu thương cho nhau, cũng như là dành những cái lời yêu thương cho tất cả các con trong gia đình, yêu thương cho nhau. Và lúc nào cũng nghe nói câu I love you. Thời điểm này thì tất cả các gia đình luôn ngồi lại bên nhau trong những ngày giãn cách này, rồi cùng nhau chia sẻ những cái khó khăn của cuộc sống, rồi động viên nhau, rồi hỗ trợ nhau, rồi yêu thương lẫn nhau, rồi có thể là gọi là trao cho nhau thêm rất là nhiều cái thời gian sinh hoạt mà trước giờ chúng ta hay quên lãng đi những cái việc đó. Thì bây giờ đây là cơ hội mà để cho gia đình chúng ta được quây quần bên nhau, để chăm sóc lẫn nhau và yêu thương nhau nhiều hơn. Cả gia đình mình được khỏe mạnh, được vui vẻ, được ấm no, không phải có những cái điều buồn phiền trong cuộc sống, thì đó chính là sự hạnh phúc. When I'm with you, there's no reason for why I'm intoxicated by your side. Nothing in the world's gonna beat this high when I'm with you. Ông xã ơi, anh đã hoàn thành thử thách của chương trình và đây là phần quà của chương trình gửi tặng cho ông xã đây. Ôi dạ. Vô lấy mở ra coi. Ôi, kéo không ấy, kéo lên. Giờ này cái quà như rau củ quả này kia cũng rất là quý đó nha. Còn mấy cái đây là gì đây? Rau củ quả với trứng. Ui, xà lách vậy đúng không? Wow, wow, cải. Chuẩn xác rồi, trời ơi. Ai ơi, chương trình cái kìa dễ thương không? Mùa này là... Wow, còn lạnh luôn nha. Súp lơ trắng nè. Súp lơ xanh nè. Rồi súp lơ cải nè. Cái này gì đây? Wow. Oh, cà chua. Cà chua. Wow, cà rốt và dưa leo. Wow, rồi chanh rồi, chanh nướng trước. Chanh nướng gì vậy? Xoài, xoài. Cảm ơn chương trình rất là gọi là chu đáo và rất là hiểu ý của tất cả các gia đình giờ đang rất là cần thiết, đó là lương thực thực phẩm và nhất là rau củ quả ha. Cảm ơn chương trình rất là nhiều, rất là vui khi được nhận món quà này. Thank you. Xin chào các bạn hãy đón xem chương trình Ở Nhà Vui Mà vào lúc 8:25 tối thứ sáu hàng tuần trên HTV7. Đón xem tập 9 Ở Nhà Vui Mà phát sóng vào lúc 20:25 ngày 22 tháng 10 năm 2021 trên kênh HTV7.